sử thì chaga được coi là một loại thức ăn lịch sử đấy, một loại chất dinh dưỡng được bút, nó đã được hàng ngàn năm lịch sử người ta dùng rồi. Những quốc gia ở vùng châu Á, đặc biệt là Nga, tại sao thì lại nói là Nga là một quốc gia ở vùng cả châu Á một chút ở châu Âu? Bởi vì là cái lãnh thổ nước Nga là một nước rất rộng, nó có hai vùng biên giới giáp giữa châu Á và châu Âu. Thứ hai là Trung Quốc, Nhật Bản, Canada. Ở nước Nga thì người ta gọi Chagan là Vip Romhut, có nghĩa là món quà của Chúa Trời. Nó tốt đến mức độ mà không có một cái chất dinh dưỡng nào có thể tốt bằng. Thì ngày xưa cái ông Alexander là một người lính của Nga, ông đã đi chiến tranh, ông đi chiến đấu và ông bị bắt, ông bị tù đầy. Và sau khi mà Nga giải phóng, ông về quê hương ở vùng Siberia của Nga, ông đã tìm tới và dùng cái chaga, cái nấm chaga để hết cái bệnh tiểu đường và ung thư. Thế thì ông này thì ông Alexander này là ông rất là giỏi. Ông này ông ấy rất là giỏi về, về viết lách, chữ nghĩa, và trời cho ban cho ông ấy khả năng và ông tư duy và ông viết sách rất là giỏi. Và sau khi khỏi bệnh thì ông đã viết một cái cuốn sách mà cô chú các anh chị có thể là search trên mạng được, một cuốn sách là The Cancer of Wood. Có nghĩa là cái cuốn sách này ông viết, ông kể về cái xã hội Liên Xô thời thời đó, cái thời là Stalin là như nào này, những cái người bị bắt trong trại cải tạo thế nào và khi ra về họ bị bệnh như nào, ông viết là rất là chi tiết. Và những cái người tù đó thì họ phải mạnh mẽ thế nào để họ đấu tranh từng ngày giành giật cái mạng sống của họ khi họ mắc bệnh ung thư và những cái bệnh tiểu đường do cái chế độ ăn uống trong lao tù cực khổ. Thế thì họ đã kiếm đủ các cái loại thảo dược và thuốc để chữa trị, và may mắn thì họ kiếm được cái nấm chaga. Và điển hình là ở những người lao tù đây là chính là ông Alexander, một người lính vĩ đại của nước Nga. Cuốn sách của ông Alexander ấy, quá tuyệt vời đến nỗi mà ông đã đoạt được cái giải Nobel của văn chương. Và thời kỳ đó thì cứ nhắc đến cái cuốn sách là The Cancer Award, có nghĩa là cuốn sách về của ông ấy nói về cái xã hội của Nga thời bây giờ và các cái chiến binh bị tù đầy cầm tù, thì phải nói đến ông Alexander. Và đã nhắc đến ông Alexander thì người ta lại nhắc đến cái nấm chaga. Và lúc ấy thì phương Tây thì khi đó, khi mà cuốn sách này đạt cái giải Nobel văn chương ấy, thì phương Tây họ mới biết đến cái nấm chaga là gì, và họ tin ông ấy và tin những cái gì mà ông Alexander ông viết ở trong cuốn sách đấy là sự thật. Tuy nhiên những người phương Tây họ họ tin là một việc, nhưng mà họ phải kiểm chứng bằng khoa học vẫn là khoa học, và họ dùng khoa học để xác nhận cái nấm chaga này có những cái chất nào tốt để giúp người ta có thể chống lại bệnh tật nặng như là tiểu đường, ung thư. Và trải qua bao năm, hơn 400 công trình nghiên cứu khoa học về cái nấm chaga, thì họ đã phải công nhận rằng là nấm chaga từ rừng tự nhiên là món quà chữa bệnh tuyệt vời, là món quà chăm sóc sức khỏe tuyệt vời đối với con người. Và tại sao mà người Siberia người ta lại trường thọ thế? Thế thì chia sẻ một chút cái câu chuyện về lịch sử khi mà người ta phát hiện ra cái nấm chaga như vậy, và để rõ hơn, đi sâu hơn, tìm hiểu hơn về cái dược liệu nấm chaga như là cái quá trình hình thành cái viên tiểu đường chaga diabetic, thì mời cô chú các anh chị chúng ta vào đi vào cái xem số cái hình ảnh mà tôi chia sẻ về cái tài liệu về, về cái viên tiểu đường này. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn thấy ở trên đây là một hình ảnh của cây bạch dương, chúng ta có củ nấm chaga. Cái củ nấm chaga đây ấy, thì không phải là bất kỳ một cái cây bạch dương nào cho ra nấm chaga, mà theo nghiên cứu thì 200 cây bạch dương mà bị sâu bệnh hoặc là đổ gãy ở giữa các vạt rừng, lúc đó thì mới có hình thành lên từ 3 đến 5 cây mà có được cái nấm chaga này. Và điều lạ lùng nhất và kỳ diệu nhất là những cây bạch dương mà có ra nấm chaga này thì cái cây bạch dương ấy tự nhiên rất là hay ở chỗ đấy. Và đây là hình ảnh là tôi cùng với cả một số nhà khoa học của Nga đã đang nghiên cứu về dược liệu nấm chaga. Ở đây đây là
Giáo sư tôi, Ryazkin Anatoly Vasilevich, là một cái giáo sư đầu ngành về dược liệu và chăm sóc sức khỏe và một chuyên gia nghiên cứu về nấm chaga tại vùng Siberia của Nga. Đấy, và đây là hình ảnh tôi đang cùng với hai củ nấm ở trong rừng. Đây là hình ảnh mà tôi cùng với các nhà khoa học đang trèo cây và thu hái nấm chaga. Chúng ta nhìn cái nấm chaga nó như là một cái lớp vỏ xù xì màu đen như này, như là cục than cháy. Tuy nhiên rằng nó có rất là nhiều công dụng và nó được coi là cái vị dược liệu tuyệt vời, thần kỳ đến từ rừng tự nhiên. Ở đây ấy, để xác định được cái tuổi của cái nấm chaga và cái hàm lượng các cái hoạt chất nấm chaga như nào, thì chúng tôi cùng với các cái nhà khoa học đã chặt những cây cưa xin cấp phép và cưa những cái thân cây gỗ Bạch Dương về để chúng tôi là kiểm tra từ cái vỏ cây này, đo đếm các vòng năm để ra được cái số tuổi của cái nấm chaga và các cái hoạt chất có trong nấm chaga đó. À, trên hình ảnh đây thì chúng ta nhìn thấy Tổng thống Vladimir Putin với cốc trà nóng chaga Siberia. Ông Putin ngày xưa cũng không tin vào chaga đâu. À, tuy nhiên rằng là từ khi mà ông dùng cái nấm chaga đấy để chăm sóc sức khỏe thì ông mới thấy rằng là cái nấm chaga thật tuyệt vời, và từ đó thì ông mới ban cái sắc lệnh. À, đây là hình ảnh của Tổng cục Khoa học của Nga về sử liệu chuyên gia về chăm sóc sức khỏe bên củ nấm chaga này. Ông ban một cái sắc lệnh là về cái việc là cấm thu hái một cách triệt triệt tiêu, gọi là một cách triệt để cái nấm chaga, mà khi thu hái yêu cầu người dân Nga, người Serbia của Nga là phải để lại một phần cuống của nấm để nó phát triển tiếp và cho những cái chu kỳ sau được thu hái, để đảm bảo được rằng là cái nguồn dược liệu quý giá này, cái vùng dược liệu lớn nhất của nước Nga này, nó phải luôn luôn có nấm chaga. Vậy thì chúng ta đi vào cái tìm hiểu cái nấm chaga là gì. Thì ở đây thì chúng ta hiểu rằng là cái nấm chaga là một loại nấm vô cùng quý hiếm, sống ký sinh trên thân cây Bạch Dương ở những vùng giá rét trong môi trường khắc nghiệt, nơi có nhiệt độ có thể là xuống dưới âm 45 độ. Nó có hình dạng như ta vừa thấy là không giống bất cứ loại nấm thông thường nào, mà trông giống như cái gỗ bị cháy hay giống như than củi. Một số quốc gia như là Mỹ, Nga, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản đã sử dụng nấm chaga từ rất lâu như một loại dược liệu trong y học dân gian. Và người Nhật thì gọi đó là cái nấm chaga là kim cương của rừng. Người Serbia gọi bằng cái tên Mỹ nhiều hơn là quà tặng của Chúa Trời, tức là gift from wood, hay nấm trường sinh. Người Trung Quốc thì tôn cái nấm chaga này thành vua của các loài cây, vua của các loài dược liệu dưới tán rừng. Vì cái thời xa xưa các cái vị Trung Hoa đã coi đó là một cái yếu tố tuyệt vời để trường thọ, người ta sử dụng cái nấm này để người ta tăng cái tuổi thọ đấy. Về tác dụng của nấm chaga thì ở đây cái nấm chaga nó có rất là nhiều tác dụng, tuy nhiên rằng tôi điểm qua một số cái tác dụng chính của cái nấm chaga. Thứ nhất là nấm chaga là hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư, u biếu của cơ thể, và nhất là đối với những người mà mới bị đang xạ trị và hóa trị điều trị ung thư thì nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái nấm chaga hỗ trợ điều trị tiểu đường. 93% số lượng bệnh nhân điều trị tiểu đường bằng cái nấm chaga hoặc bằng cái sản phẩm chaga phế tích của tôi đều có cái phản hồi rất là tốt và giảm và đến cái mức trở về bình thường của cái tiểu đường. Cái thứ ba là chaga giúp an thần ngủ ngon giấc. Thứ tư là nấm chaga tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. À, trong cái dịch à, trong cái thời điểm mà dịch Covid từ cuối năm 2019 20 21 đến nay thì nước Nga tôi đã có một cái bài viết về cái nấm chaga và cái khả năng phòng chống, khả năng miễn dịch với Covid, SARS-CoV-2, Covid-19. Nó rất là hay, và người Nga người ta đã chiết xuất từ cái nấm, các hoạt chất của nấm chaga ra thành một loại gọi là vaccine COVAX của Nga, COVAX-2, COVAX-1 của Nga, là chiết xuất từ nấm chaga để tiêm phòng dịch cho phòng chống COVID của nước Nga và trong 25, 2020 và 2021. Ngoài ra thì chaga cải thiện chức năng gan, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol, mỡ máu. Ở đây thì là ngoài 6 cái tác dụng này thì cái chaga nó còn có một cái tác dụng đặc biệt nữa. Đấy là nó có tác dụng cực kỳ tuyệt vời đối với những cái bệnh nhân mà bị
cái bệnh mà bị đại tràng, các cái bệnh về đường ruột. Những cái người mà bị phân sống hoặc là ăn uống lạ miệng một cái là về có thể bị tiêu chảy, thì cái nấm chaga nó giải quyết ngay cái bài toán đấy và giải quyết một cách triệt để luôn. Rất là hay ở cái chỗ nấm chaga này. Những ai nên dùng nấm chaga simea? Thật ra thì cái nấm chaga này nó đã tốt như thế rồi, vậy thì những người nên dùng đầu tiên là phải là những người bị bệnh tiểu đường, có nguy cơ biến chứng về tiểu đường, những người nên dùng đầu tiên. Cái thứ hai nữa là những người bị ưu biếu, ung thư, các loại ung thư thì cũng nên dùng cái nấm chaga. Cái thứ ba nữa là những người bị cao huyết áp, cholesterol cao. Cái huyết áp cao này rất là hay, là khi mà một cái bệnh nhân nào đó bị huyết áp cao, chúng ta sử dụng một cái cốc nấm chaga hoặc là chúng ta sử dụng cái viên chaga vết tích đấy, một hai viên chaga vết tích thì khoảng độ một tiếng sau chúng ta đo lại đấy, đo huyết áp lại thì thấy nó trở về cái mức thông thường, cái mức bình thường và nó không cao nữa, tránh được nguy cơ đột quỵ, đột quỵ do cái huyết áp tăng cao. Cái tiếp theo là người hay uống bia rượu có men gan mỡ máu cao, cái nấm chaga là nó giải độc cơ thể rất là tốt, bởi vì là khi mà chúng ta uống sau này cô chú các anh chị mà uống nấm cái chaga nguyên chất sẽ thấy rằng là cái thận của chúng ta lọc rất là tốt, và cái cơ thể của chúng ta uống bia rượu rồi là có men gan mỡ máu cao ta uống vào này, chúng ta sau khi say xong chúng ta uống và chúng ta thấy rằng cái cơ thể của ta khỏe mạnh bình thường, nó không có cảm giác mệt mỏi. Người già yếu suy nhược cơ thể cần tăng cường sức khỏe, sức đề kháng. Người bị các bệnh về tim mạch, người bị các bệnh về tiêu hóa như viêm dạ dày, loét tá tràng, rối loạn tiêu hóa. Người muốn dậy quan tâm đến việc giải độc cơ thể, chống lão hóa, bảo vệ sức khỏe. Đây là những người mà chúng ta nên dùng cái nấm chaga Sibira. Phải nói rằng cái nguyên liệu gốc hay dược liệu nấm chaga của Sibira của Nga là một cái loại dược liệu cực kỳ trân quý đối với con người. Ở đây về nấm chaga thì báo chí đã nói rất nhiều, có báo Dân Trí là báo chính thống rồi là một số loại báo khác cũng nói rằng, ví dụ như là báo Dân Trí nói năm 2012 thì thông tin từ News cho biết là đã nấm chaga là một loại nấm mọc trên cây gỗ cứng và đặc biệt tìm thấy nhiều trên cây Bạch Dương. Vì mọc trên cây có nồng độ cao của axit betulinic nên nấm chaga có những cái chất với cái nồng độ cao. Và gần đây kết quả nghiên cứu của nhà khoa học của Đại học Hàn Quốc, Seoul Hàn Quốc thì cho thấy rằng là các cái tế bào được điều trị bằng chiết xuất từ nấm chaga qua quá trình oxy hóa hết phơi nhiễm, sẽ hết phơi nhiễm bệnh đến 40% và ít có cái tế bào lạ đột biến so với các tế bào không được điều trị. Có nghĩa là chaga đã giúp những cái người bệnh ấy mà sau khi ốm dậy đang điều trị thì ít bị tái nhiễm lại cái bệnh đấy. Nó rất hay ở chỗ đấy. Rồi là cái báo khoa học ở trang Sức khỏe đời sống cũng đã nói về cái nấm chaga là tìm ra loại nấm có thể chữa được bệnh ung thư, HIV, SIDA. Đấy. Rồi là báo mới ở trang Sức khỏe y tế, những cái loại báo chính thống ấy, của Việt Nam mình tìm ra loại nấm có công dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Thì cái sản phẩm nấm chaga giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường, hỗ trợ chống lão hóa, hỗ trợ phòng ngừa lây truyền các cái virus, cải thiện hỗ trợ phòng ngừa viêm gan, viêm dạ dày, loét tá tràng, viêm thận, ỏi mửa tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Ở cái chỗ là phòng ngừa lây truyền của virus, cái này rất hay. Cái nấm chaga này khi mà cái đại dịch Covid đến thì ở hai bên gia đình của bản thân tôi cũng đã có những người thân bị mắc bệnh Covid. Tuy nhiên rằng là kể cả dưới cơ quan, ở phòng mà tôi quản lý hiện nay thì tôi đang làm trưởng phòng đào tạo chuyên gia về cái dược liệu dưới tán rừng của trường Cao đẳng Nông Lâm Bắc ở dưới Quảng Ninh, thì phòng ấy thì có 11 nhân viên, thì trong đấy là có 8 nhân viên là đều bị mắc Covid, và tôi này sống và làm việc hàng ngày cùng các nhân viên đấy, nhưng tuy nhiên bản thân tôi thì lại luôn luôn khỏe mạnh và không bị mắc cái Covid do hàng ngày đã uống nấm chaga thường xuyên. Rồi là báo ở Sức khỏe, ở báo Tin tức thì loại nấm đạ giống cục than cháy xém nhưng lại là thần dược chữa ung thư và cơ hóa.
rất nhiều báo chí chính thống của Việt Nam cũng đã ca tụng, cũng đã nhắc đến cái nấm chaga như một loại thần dược tốt hơn rất nhiều so với đông trùng hạ thảo, so với nấm linh chi Hàn Quốc, so với lâm lim. Cái đấy là cái mà đã được khẳng định. Vậy thì về cái bệnh tiểu đường, các cái loại bệnh nó riêng và bệnh các loại bệnh nói chung và bệnh tiểu đường nói riêng, thì theo số liệu thống kê của Hội đái tháo đường thế giới ALAS, năm 2019 thì toàn thế giới có 463 triệu người trong độ tuổi từ 20 đến 79 mắc bệnh tiểu đường, và dự kiến sẽ ở mức là 578 triệu người vào năm 2030 và 700 triệu người mắc bệnh tiểu đường vào năm 2045. Hay nói cách khác là cứ 10 người trưởng thành thì sẽ có một người mắc đái tháo đường hay gọi là tiểu đường, rất nguy hiểm. Và riêng ở Việt Nam ấy, thì tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đang gia tăng một cách nhanh chóng. Số bệnh nhân mà tăng gấp đôi trong vòng 10 năm, năm 2017 thì số bệnh nhân đái tháo đường là 3,54 triệu người và chiếm khoảng 5,5% dân số của Việt Nam. Số bệnh nhân tiểu đường có rối loạn dung nạp của glucose là 4,79 triệu người và chiếm khoảng là 7,4% dân số. Nghĩa là cứ 7,5 triệu người ở Việt Nam thì sẽ có một người mắc bệnh tiểu đường. Và dự đoán đến năm 2045 con số này đã lên tới 7,7% tổng dân số. Cái một cái số liệu mà đáng ngon lo ngại, rất là nguy hiểm. Tiếp tục những cái số liệu thống kê, thì mỗi năm thế giới có khoảng là 132.600 trẻ em được chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. Tiểu đường tuýp 1 là tiểu đường nặng. Chỉ tính riêng số trẻ em mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 trong độ tuổi từ 0 đến 19 tuổi là hơn 1 triệu trẻ em. Và hơn 21 triệu phụ nữ đang mang thai bị tăng đường huyết và dung nạp đường kém, chiếm tỷ lệ là 1/6 tổng số phụ nữ mang thai, và khoảng 2/3 số bệnh nhân tiểu đường là người cao tuổi. Tuy nhiên rằng là số bệnh nhân tiểu đường trẻ tuổi cũng không gia tăng. Và một con số mà chúng ta phải giật mình rằng là cứ 6 giây trôi qua thì sẽ có một người tử vong vì các cái biến chứng nguy hiểm tiểu đường. Số liệu thống kê gần đây nhất là năm 2020 thì số bệnh nhân tử vong do tiểu đường là 4 triệu người và chi phí điều trị tiểu đường toàn thế giới là 727 tỷ đô la và trở thành gánh nặng của toàn thế giới. Vậy thì chúng ta hiểu bệnh tiểu đường đó là cái gì? Bệnh tiểu đường hay là bệnh đái tháo đường là một bệnh mãn tính với biểu hiện là lượng đường trong máu của bạn luôn cao hơn bình thường do cơ thể của bạn bị thiếu hụt đề kháng insulin, dẫn tới rối loạn chuyển hóa đường trong máu, tới rối loạn chuyển hóa đường trong máu. Thì ở đây ấy, chúng ta nhìn thấy hình ảnh, chúng ta thấy rằng là cái đường trong thức ăn, chúng ta là qua thức ăn ta thẩm thấu vào thành ruột, mạch máu là chúng ta thẩm thấu đường vào. Và nếu cái tuyến tụy của chúng ta mà không sản sinh ra insulin để trung hòa cái đường này thì dẫn đến gì ạ? Dẫn đến là cái lượng đường ở trong máu nó tăng cao. Đấy. Nó tăng cao và dẫn đến nguy cơ biến chứng do tiểu đường. Cái nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường ở đây thì có 8 nguyên nhân chính. Thứ nhất là nguyên nhân do di truyền. Cái di truyền ở đây thì ít thôi. Nguyên nhân thứ hai là do béo phì. Nguyên nhân thứ ba là do ít vận động. Những người mà béo phì thường đi kèm ít vận động, rồi bệnh tim mạch hoặc là mỡ máu cao. Những cái người mà đã bị từng bị tiểu đường thai kỳ, gluco không ổn định. Ở đây ấy, thì có một cái nguyên nhân là do tuổi cao, trên 40. 40 tuổi là cái nguyên nhân xưa rồi. Hiện nay theo thống kê ấy, thì là cái những cái bệnh nhân mà bị tiểu đường đang bị trẻ hóa dần. Những cái người mà tầm độ 25, 20, 25 trở lên đã bắt đầu là có những biểu hiện. Có rất nhiều những bệnh nhân bị tiểu đường trẻ trong quá trình mà 8 năm đi đưa lâm chagang về Việt Nam để nghiên cứu. Tôi thấy cái điều đấy. Theo thống kê của Việt Nam thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường của Việt Nam ngày càng trẻ hóa ở đây, chứ không phải là chỉ 40 lên nữa. Cái tiếp theo là những cái biến chứng do tiểu đường. Thì ở đây ấy, thì tiểu đường khi bị bệnh tiểu đường thì sẽ gặp phải những biến chứng gì? Thứ nhất
là biến chứng bệnh lý về mắt. Thì nếu mà người bị tiểu đường mà chúng ta không chữa trị kịp thời, chúng ta sẽ bị tổn thương võng mạc, đục thủy tinh thể và giảm thị lực, thậm chí là bị mù lòa. Cái thứ hai nữa là biến chứng về bệnh tim mạch. Tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên 2-3 lần. Đấy, dễ dẫn đến, rất dễ đến, dẫn đến đột quỵ. Biến chứng tiếp theo là biến chứng về thai kỳ. Thì thai nhi trong cái quá trình mà người phụ nữ mang thai ấy, thì thai nhi sẽ lớn vượt cái mức ảnh hưởng quá trình sinh nở. Có nghĩa là không phải là 9 tháng 10 ngày nữa mà nó ảnh hưởng về kích thước, về các cái bệnh, nó tiềm ẩn những cái bệnh nguy hiểm đối với thai nhi. Và cái thai nhi đấy sau khi sinh ra thì sẽ bị làm tăng cái khả năng mắc tiểu đường type 2 trong tương lai. Biến chứng về bàn chân thì cứ 30 giây trên thế giới thì có một người sẽ bị cắt cụt các chi chân và tay do bị bệnh tiểu đường, rất nguy hiểm các cô chú anh chị ạ. Biến chứng về răng miệng thì là cái tăng nguy cơ viêm nha chu, nguy cơ mất răng ở cái răng miệng này. Về bệnh lý thận thì người bị tiểu đường có nguy cơ suy thận cao gấp 10 lần người bình thường suy thận. Và nếu không ta suy thận đến một cái giai đoạn nào đó, ta bị cắt một bên thận hoặc là ta phải lọc thận nhân tạo, thì cái nguy cơ mà dẫn đến đột quỵ cũng như là nguy cơ dẫn đến tử vong rất là cao. Tổn thương khớp nó sẽ gây khô cứng khớp và gây hạn chế các vận động, các cái khớp ở tay, khớp cổ tay, cổ chân, bả vai, đốt sống cổ, ta sẽ các cái dịch hoạt của các khớp đấy nó sẽ khô dần, và khi mà vận động nó gây đau đớn cho cơ thể. Và cái cuối cùng là tổn thương thần kinh, là chủ yếu ảnh hưởng tới các dây thần kinh của các chi, đau ngứa giang, mất cảm giác. Và những cái chỗ ngứa đấy nó không lành lại được, các cái tế bào da chỗ ngứa nó không lành lại được, nó sẽ biến chứng thành nó những cái vết thâm xì, và ta thấy rằng đây ta này, những cái biến chứng ở những cái ngứa ở đây là bàn chân người bệnh đái tháo đường và tổn thương bàn chân. Các cái tổn thương ta nhìn viêm loét, cái chân này khô và thối dẫn đến là chúng ta sẽ phải cắt cụt cái chi bàn chân này. Đấy, đây là một trong số những cái hình ảnh và quả thật là ám ảnh khi mà nhắc tới những cái bệnh nhân mà bị tiểu đường nếu chúng ta không điều trị kịp thời. Biến chứng do tiểu đường, đây chúng ta nhìn hình ảnh đôi mắt đấy, cái mạch máu là bị rò rỉ, tổn thương do đái tháo đường, máu rò rỉ và dẫn đến gì, dẫn đến là đó, người bị tiểu đường bị cái bệnh lý là võng mạc đái tháo đường đấy, dẫn đến mù lòa, gây mù lòa tổn thương đấy. Thì giải pháp ở đây, trước khi đưa vào giải pháp thì chúng ta xem một chút về theo giải pháp. Có đến 33% trường hợp chạy thận nhân tạo. 55% các trường hợp cắt cụt chi ở Mỹ và châu Âu là do biến chứng đái tháo đường. Biến chứng do đái tháo đường cũng làm cho 60% nam giới mắc bệnh này phải đối mặt với biến chứng rối loạn cương dương sau 3 đến 5 năm bị bệnh. Biến chứng do đái tháo đường còn gây ra bệnh lý võng mạc và đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người bệnh. Một bệnh nhân đái tháo đường á, thì người ta không phải chết vì bệnh đái tháo đường, mà người ta có thể tử vong bởi vì những cái biến chứng mãn tính lên những cái cơ quan quý, gây ra những cái gánh nặng về bệnh tật và tử vong cũng như về kinh tế cho bản thân người bệnh, cho gia đình và cho xã hội. Trên thực tế, rất nhiều người mắc bệnh đái tháo đường không chú trọng đến việc kiểm soát bệnh nên thường để biến chứng trầm trọng mới đi thăm khám và điều trị. Lúc này, biến chứng thường ở giai đoạn muộn nên việc chữa trị gặp không ít khó khăn và tốn kém. Làm thế nào để kiểm soát bệnh đái tháo đường? Việc kết hợp thảo dược trong điều hòa đường huyết mang lại hiệu quả ra sao? Và giải pháp ở đây, tôi có thể chia sẻ với cô chú và các anh chị. Ở đây với vai trò là một nhà khoa học, nhà nghiên cứu, một tiến sĩ được trực tiếp chính phủ cử đi sang Nga cứu được dược liệu. Thì cái viên tiểu đường, đây là một cái viên tiểu đường Chagatik, là viên duy nhất tại Việt Nam chiết xuất từ lấm Chaga Russia ở đến cái thời điểm này. Và sắp tới thì tôi sẽ ra một số sản phẩm khác. Thì trước hết thì tôi giới thiệu qua cái nhà máy ở đây.
thì nhà máy mà sản xuất cái viên tiểu đường này là nhà máy Giang Viễn. Có diện tích là 18.000 mét vuông và nhà máy này bắt đầu hoạt động là năm 2012 và đến nay được 10 năm rồi. Địa chỉ của nhà máy sản xuất này là khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Sản phẩm của nhà máy có uy tín, thương hiệu chất lượng cao cho người tiêu dùng trên toàn quốc. Thì ở đây ấy, đây là một số cái hình ảnh của nhà máy Giang Viễn sản xuất trang Gavetic. Đây là hình ảnh một số xem qua một số cái hình ảnh. Nhà máy này cũng có nhà máy nào đạt cái tiêu chuẩn GMP, WHO là thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc, có nghĩa là cái sản phẩm của chúng ta khi mà chúng ta đưa nhà máy sản xuất là đã được thông qua tất cả các cái kiểm nghiệm rất là tốt. Và tiêu chuẩn GMP là thực hành tốt bảo quản thuốc. Đây là những cái mà tôi muốn chia sẻ cho cô chú các anh chị. Công ty đại diện thương hiệu Chagavitic ở đây là tên công ty là Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Ngọc, được thành lập ngày 7 tháng 2 năm 2013, gần tròn 10 năm. Thì xin thưa cô chú anh chị là đây là một công ty là thành lập cũng khá là lâu rồi và có rất là nhiều sản phẩm. Trong đấy là cái sản phẩm Chagavitic là sản phẩm gần đây nhất. Người sáng lập là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Văn Hồng ở địa chỉ khu Đông, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Công ty thì chuyên sản xuất và phân phối bán buôn các cái sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế và pháp luật của Việt Nam. Sản phẩm Chagavitic được cam kết là sản phẩm chính hãng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Về tầm nhìn thì công ty mong muốn được trở thành một công ty sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm an toàn, hiệu quả của những sản phẩm ưu việt hàng đầu Việt Nam. Sứ mệnh của công ty là chúng tôi không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến phương thức sản xuất, đầu tư cơ sở vật chất, cam kết về chất lượng sản phẩm và được đảm bảo an toàn. Về giá trị cốt lõi thì sự thấu hiểu khách hàng là tiền đề để chúng tôi đưa ra những sản phẩm có hiệu quả vượt trội so với các cái sản phẩm có mặt trên thị trường. Lòng yêu nghề sẽ định hướng chúng tôi trở thành công ty có trách nhiệm và luôn luôn vì sức khỏe cộng đồng. Triết lý kinh doanh của công ty: sức khỏe chính là một thứ tài sản quý giá của mỗi con người, cần phải biết dùng nó đúng cách khi đang sở hữu nó. Khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Đừng lạm dụng sức khỏe của mình và phải thường xuyên chăm chút cho nó. Và chính chúng tôi, những người đại diện thương hiệu Chagavitic, sẽ cùng với cả các cô chú anh chị để lan tỏa điều đó cho cộng đồng. Viên tiểu đường Chagavitic ở đây là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam được chiết xuất từ các hoạt chất tốt nhất của lấm Chaga, tự nhiên xuất xứ từ vùng Siberia của Nga, kết hợp với lá sen, dây thìa canh, rong giềng đỏ, táo mèo, rào cổ lam, kẽm và selen, vân vân, có tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ trong việc điều trị đái tháo đường và giảm các biến chứng gặp phải. Thì ở đây, Chagavitic đã trải qua hàng trăm lượt, cái sản phẩm này đã trải qua hàng trăm lượt kiểm định nghiêm ngặt của Bộ Y tế, có hiệu quả rất tốt đối với người bệnh tiểu đường và được Bộ Y tế cấp phép. Hiện nay được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong các bệnh viện, nhà thuốc và thuốc trên toàn quốc, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn là sản phẩm chất lượng nhất, an toàn về nguồn gốc, mục đích sử dụng, đạt tiêu chuẩn TCC, QR code và mã vạch đầy đủ. Thì các cô chú, các anh chị cứ yên tâm rằng là khi mà chúng ta mua các gói sản phẩm về, thì chúng ta có đầy đủ các tem mã vạch để check đây là sản phẩm chính hãng. Thành phần của Chagavitic ở đây chúng ta nhìn đấy, gồm có rong giềng đỏ, lá sen, dây thiệt canh, kẽm, glucolaten, selen từ lấm men, rào cổ lam, táo mèo. Đây là những dược liệu của Việt Nam. Một số trong đấy là có 5 cái loại dược liệu Việt Nam là liên quan, có cái liên quan đến cái bệnh tiểu đường. Và cái quan trọng nhất ở đây của tôi đấy là chính là cái lấm Chaga từ vùng Siberia của Nga, là một cái thành phần mà chiếm đến 500 mg trên viên nấm chè gà ở đây. Đấy.
rất là cao, cái thành phần của Chagabitic rất là cao, và đây là cái thành phần chính làm nên thương hiệu của cái sản phẩm Chagabitic của tôi. Về công dụng của Chagabitic, cái công dụng đầu tiên là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, công dụng thứ hai là hỗ trợ và làm giảm ổn định đường huyết, công dụng thứ ba là giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường gây ra. Xin thưa cô chú các anh chị là tại sao lại có chỉ có ba công dụng này mà lại không có thêm những công dụng khác, bởi vì cái nấm chaga nó rất là tốt. Thì ở đây ý, là ở đây có một cái là khi mà chúng tôi sản xuất, có nghĩa là nghiên cứu cái sản phẩm Chagabitic này, thì cái ngoài ba công dụng này tôi còn có cái công dụng là hỗ trợ giảm huyết áp này, giải độc cơ thể này, tăng sức đề kháng này, rồi là hỗ trợ về về đại tràng, đường ruột. Tuy nhiên rằng là khi mà tôi nộp cái báo cáo, nộp cái đơn lên Bộ Y tế để cho phép được đưa các cái thông tin vào trong cái thành phần của vào trong cái hộp thuốc này, thì Bộ Y tế đã bỏ đi một số cái thông tin và chỉ đưa cái ba cái thông tin là tăng cường sức đề kháng cơ thể, hỗ trợ làm giảm ổn định đường huyết và đường biến chứng bệnh tăng đường gây ra, cái hỗ trợ huyết áp, rồi là hỗ trợ về đường ruột, giải độc cơ thể cũng rất là tốt. Xin thưa cô chú các anh chị như thế. Và cái đối tượng của khách hàng ta không chỉ bó hẹp ở riêng cái người bệnh tiểu đường, mà còn một số cái người bệnh để phòng chống hỗ trợ ung thư cũng có cái này, chúng ta phải chú ý. Khi mà tư vấn cho khách, tác dụng của cái tích đối với cái người bệnh như vậy, ba tác dụng như vậy. Vậy thì cái cơ chế tác động của Chagabitic đối với cái bệnh tiểu đường như nào? Thì ở đây xin thưa cô chú là chúng ta có mấy cơ chế như sau. Cái thứ nhất là cái Chagabitic này trong quá trình mà chúng ta uống vào, nó ức chế quá trình phân giải carbon hydrate thành đường của enzyme alpha và glucosidase, từ đó nó ngăn cản việc tạo thành glucose ở ruột. Đấy, đấy là cái cơ chế tác động đầu tiên. Cái cơ chế tác động thứ hai của Chagabitic đối với cơ thể là nó ngăn cản glycogen chuyển hóa thành glucose ở gan và cơ, nó làm giảm cái lượng glucose trong máu, dẫn đến việc là nó làm giảm dần cái mức độ cái glucose máu và bệnh tiểu đường. Cái thứ ba, cơ chế tác động thứ ba là nó ngăn cản cơ thể hấp thụ đường ở thành ruột và giảm lượng glucose đi vào máu. Cái cơ chế thứ tư, tác động thứ tư của cái Chagabitic đối với cơ thể là nó thúc đẩy các hoạt động của các enzyme phân giải đường nhờ cơ chế tác động vào tế bào beta đảo tụy, từ đó giúp tăng sản sinh insulin. Tại sao mà trong quá trình mà thời gian vừa rồi, cách đây 2 năm vừa rồi, mà khi mà tôi đưa cái sản phẩm nấm chaga cũng như là cái sản phẩm Chagabitic cho những người bệnh mà mắc bệnh tiểu đường type 1 và rất là dễ biến chứng, và họ hiện nay là họ phải gì, họ phải dùng cả cái trực tiếp tiêm cái insulin vào tĩnh mạch đấy, mà họ dùng đấy, sau này sau dần 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 họ dùng sau 1-2 tháng họ không cần tiêm insulin nữa. Chính bởi vì gì ạ? Bởi vì là cái Chagabitic này nó thúc đẩy cái hoạt động của enzyme phân giải, cho nên là nó gì ạ, nó thúc đẩy cái tuyến tụy sản sinh ra insulin, thay thế cho việc là tiêm insulin trực tiếp vào tĩnh mạch. Cái đấy là cái cực kỳ hay ở cái Chagabitic. Và cái cuối cùng, cái cơ chế tác động là kích thích cơ thể đào thải cholesterol, từ đó làm giảm nguy cơ mắc biến chứng tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và làm ổn định huyết áp. Đấy là các cơ chế mà tác động đối với người bệnh. Với người bệnh, đối tượng sử dụng của cái Chagabitic này là những ai? Thì đối tượng sử dụng nó giống như cái chaga đấy, cái nấm chaga. Thì ở đây là đối tượng sử dụng là người cần tăng sức đề kháng cho cơ thể, người bị tiểu đường, rối loạn dung nạp đường huyết, người có nguy cơ tiểu đường,
những cái người bị huyết áp cao, bị tim mạch, hoặc là những người có nguy cơ về đại tràng, đường ruột, chúng ta cũng có thể dùng. Về hướng dẫn sử dụng thì cái hộp Chagatik này là hộp 60 viên, thì ngày chúng ta uống 3 lần, mỗi lần một viên, và chúng ta có thể là uống trước bữa ăn 3 phút hoặc là sau khi chúng ta ăn 1 giờ. Và chúng ta chú ý cho tôi một điều, cô chú anh chị chú ý tôi một điều, là chúng ta có thể uống tăng cường 4 viên trên ngày đối với trường hợp là người bị tiểu đường type 1 hiện tại. Có nghĩa là bình thường chúng ta chỉ uống 3 viên, nhưng mà nếu mà tiểu đường nặng rồi, chúng ta có thể là 4 viên và chia làm 2 bữa, trước bữa ăn, bữa sáng và 3 phút nữa, mỗi bữa 2 viên là 4 viên. Ở đây thì tôi xin giới thiệu một cái bảng tiêu chuẩn sản phẩm. Ở đây có tên sản phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chagatik, tên công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn, trạng thái sản phẩm là viên nang cứng, màu sắc là bột trong nang mềm vàng màu nâu đen. Đấy, khối lượng thì 600 mg trên viên, cộng trừ 7% sai số. Các thành phần của nó và có các cái chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đã được kiểm định, các chỉ tiêu về an toàn như là chỉ tiêu giới hạn về sinh vật, chỉ tiêu giới hạn về kim loại nặng thì đều đã có ở cái bản tiêu chuẩn sản phẩm này. Và được gì ạ? Được trực tiếp Bộ Y tế tiếp nhận đăng ký bản và cho công bố sản phẩm ra ngoài Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm. Đây cho công bố thực phẩm và chúng ta nhìn thấy đây là công ty, tổ chức cá nhân, công ty cổ phần dược phẩm Minh Ngọc, đúng không? Sản phẩm cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chagatik đấy, do công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn sản xuất. Ở đây chúng ta có cái giấy xác nhận nội dung quảng cáo thì là công ty cổ phần dược phẩm Minh Ngọc. Các anh chị, các cô chú đều được phép quảng cáo trên diện, trên các website, trên băng rôn, quảng cáo trên màn hình điện tử, trên báo chí, trên bảng biển, bảng Palo Apic, Foster, rồi là quảng cáo tại các cái điểm chờ, điểm bán vé xe, rồi là chúng ta có thể quảng cáo được trong hội thảo, hội nghị đào tạo cho một sản phẩm. Hiếm có một cái sản phẩm nào có đầy đủ các cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cũng như là các cái cục an toàn thực phẩm của Bộ Y tế cấp phép cho quảng cáo được công khai và được bày bán tại các cái nhà thuốc, quầy thuốc và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Đấy. Thì cái trang Analytics là một trong những sản phẩm nổi bật ở đó. Những điểm mạnh của trang Analytics so với những cái sản phẩm khác, thì các cô chú các anh chị thấy rằng là ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều cái sản phẩm cũng chữa tiểu đường. Tuy nhiên vậy thì cái sản phẩm trang Analytics nó có cái thế mạnh như nào, cái điểm mạnh gì để làm sao thì để các cô chú anh chị tìm đến, để người bệnh tìm đến cái sản phẩm trang Analytics. Thì ở đây tôi chia sẻ bốn cái điểm mạnh của trang Analytics so với các sản phẩm khác. Cái điểm mạnh đầu tiên là điểm mạnh về nguyên liệu. Thì Chagatik là một cái sản phẩm duy nhất, ở đây tôi nói là duy nhất tại Việt Nam được chiết xuất từ nấm Chaga Siberia. Đây là một vùng nguyên liệu số 1 thế giới và không có bất kỳ một sản phẩm chữa tiểu đường nào, thực phẩm chăm sóc khỏe nào ở tại Việt Nam mà có cái nguyên liệu Chaga, nấm Chaga. Đấy là cái ưu điểm, cái thế mạnh đầu tiên. Cái thế mạnh thứ hai là thế mạnh về kiểm định, sự kiểm định. Thì so với các cái sản phẩm mà trôi nổi, thậm chí là có những sản phẩm đã được xử lý trên hệ thống, thì những cái sản phẩm trôi nổi này thì Chagatik là sản phẩm chất lượng cao, được Bộ Y tế kiểm định, Cục An toàn thực phẩm cấp phép lưu hành trong các bệnh viện, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Có nghĩa là các cô, các chú, các anh chị cứ yên tâm một điều rằng là khi mà sử dụng cái trang tích này, chúng ta yên tâm dùng, yên tâm chia sẻ và yên tâm chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Cái điểm mạnh thứ ba của trang tích đấy là gì ạ? Đấy là qua quá trình, trang tích là một cái sản phẩm trải qua hàng trăm lượt thử nghiệm, đã được kiểm nghiệm của Bộ Y tế và là sản phẩm được người tiêu dùng phản hồi tích cực. Tất cả những cái bệnh nhân của tôi mà đã dùng, đã bị tiểu đường, đang dùng cái nấm Chaga, chuyển sang dùng cái Chagatik này đều quay lại dùng tiếp, có nghĩa là đấy là một cái sự phản hồi rất tích cực và có lợi thế về giá. Thì ở đây ấy, tôi xin lỗi, alo,
Ừ. Đợi đợi đó. Có lợi thế về giá. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là các cái sản phẩm tiểu đường ở ngoài thị trường hoặc các sản phẩm thực phẩm chức năng khác, nếu mà có nguyên liệu, có nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu thì giá của nó đều là từ gì ạ? Từ 850.000 đến khoảng độ 2 triệu 2, 2 triệu 3 trên một lọ sản phẩm 60 viên. Tuy nhiên rằng là cái sản phẩm Chagametic này thì gì ạ? Thì nó chỉ có giá là 550.000 trên một sản phẩm cho nhà phân phối và 690.000 cho một sản phẩm bán lẻ. Cái đấy là cái mà so với các cái giá ví dụ như là cái viên tiểu đường DK của giáo sư Trần Văn Ơn, cái dây thiều canh nó to đấy, thì cũng có cái giá mà cái lọ chỉ có 30 viên thôi nhưng mà cũng giá 600 nghìn, mà cái lọ của chúng ta là gì, là đấy là dược liệu ở trong nước mà lọ là dược liệu ngoài, ở nước ngoài nhập khẩu, và nọ lại 60 viên mà chúng ta chỉ có cái giá 500 nghìn trong hệ thống phân phối. Đấy là cái sản phẩm mà chúng ta đã có lợi thế về giá do cạnh tranh so với các sản phẩm trên thị trường. Và cái cuối cùng đấy là chính sách, thì Chagatic tự tin cam kết hoàn tiền 100% nếu không hiệu quả trong liệu trình. Là chúng ta thấy rằng là một liệu trình của chúng ta nếu chúng ta uống mà sau 1 đến 2 tháng mà không thấy giảm, thì hiện nay ở trên website của công ty cũng có một cái phần là cam kết chính sách là hoàn tiền 100% cho khách hàng. Và người ta có bảo hiểm sức khỏe cho người tiêu dùng trong vòng 3 năm. Đấy. Thì trong 3 năm mà khách hàng sử dụng sản phẩm trang cam tích của chúng tôi, thì nếu trong quá trình mà chúng ta sử dụng sản phẩm mà có vấn đề ảnh hưởng gì về sức khỏe, thì gì? Thì công ty cổ phần dược phẩm Linh Ngọc cam kết sẽ bồi hoàn theo đúng các quy định và yêu cầu chế độ của nhà nước đối với người bệnh. Thế cái đấy là cái mà tôi tự tin tôi cam kết cái điều đấy. À, đấy là những cái điểm mạnh mà so với các cái sản phẩm khác trên thị trường ta không dám cam kết. Ở đây chúng ta thấy rằng là Chagatic có tem xác thực bảo vệ người tiêu dùng 3 năm và độc quyền thương hiệu Chagatic. Chúng ta khi mà chúng ta cái hộp Chaga này ta gói 2,2 triệu, có gói 11 triệu, có gói 22 triệu, và chúng ta mua về chúng ta quét cái mã QR hoặc là chúng ta soạn tin mã số ở cao ở cái vỏ hộp ấy, ta gửi 8137 thì nó có sẽ trả về một cái tin nhắn cho chúng ta cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm chính hãng của công ty dược phẩm cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn. Thế thì khi mà chúng ta tôi cam kết rằng là đây khi mà trả về như này phẩm ta là sản phẩm chính hãng, thế còn anh mà chị mà mua và do công ty tôi cung cấp mà không trả về cái kết quả như này, thì xin thưa cô chú là chúng tôi sẽ cam kết là đền gấp 10 lần tiền so với cái giá mà cô chú anh chị mua gọi đó, đó là cam kết của chúng tôi. Quy cách và giá cả sản phẩm thì ở đây tôi là nếu mà quét ở trên mã QR check, trên các phương tiện thông tin đại chúng như là trên các website, thì chúng ta thấy rằng là thực phẩm bảo vệ chăm sóc sức khỏe Chaga hiện nay là có giá bán 690.000 đồng, và cái quy cách đóng gói là hộp viên nang mềm và đơn giá cho nhà phân phối là 550.000 đồng một hộp. Thì ở trên đây là tôi chia sẻ một số các cái thông tin về cái dược liệu đầu vào của giống Chaga cũng như là cái đóng gói, nhưng các cái thông tin về viên tiểu đường tích là cái viên tiểu đường duy nhất tại Việt Nam chiết xuất từ nấm chaga có hiệu quả rất tích cực đối với người bệnh. Và sau đây thì xin mời các cô các chú các anh các chị có những cái câu hỏi gì mà cần hỏi chúng tôi cần tôi giải đáp, thì xin các cô chú các anh các chị cứ mạnh dạn chúng ta đặt câu hỏi. À, tôi sẽ là người trực tiếp trả lời. Xin nhờ chị Thuận sẽ giúp cho kết nối với các cô chú các anh chị. Xin hết ạ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của cô chú các anh chị.
Vâng, thưa cô chú anh chị, vừa rồi tiến sĩ Nguyễn Văn Dinh đã chia sẻ về sản phẩm, nói về nấm chaga vô cùng tuyệt vời. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ, chi tiết và đầy đủ thông tin. Cô chú anh chị hãy thả những trái tim, những bông hoa đỏ thắm trên màn hình để cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ ạ. Thay mặt cho tất cả cô chú anh chị trong phòng Zoom, xin kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gieo thật nhiều giá trị về sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là giá trị về nấm chaga. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ ạ. Thưa cô chú anh chị, vừa rồi tiến sĩ đã chia sẻ cho chúng ta rồi. Cô chú anh chị có gì thắc mắc, cần muốn hiểu rõ về cái sản phẩm kỹ hơn thì có thể, cô chú anh chị có thể là bấm biểu tượng giơ tay để giao lưu cùng tiến sĩ ạ. Vâng, trên màn hình đã có một quý khách hàng, đó là Lê Nhung. Xin mời Lê Nhung bật cam ạ, bật mic để giao lưu cùng tiến sĩ. Vâng ạ, anh hay là chị Lê Nhung đâu rồi ạ? Bấm nhầm ra tay. Vâng ạ. Vâng, hình như là chị Lê Nhung thì bấm, bảo là bấm nhầm giơ tay, bấm vào biểu tượng nhầm. Vâng, xin mời chị Huyền Phạm ạ. Mời chị Huyền Phạm bấm mic và bật để giao lưu. Vâng, em xin cảm ơn chị MC xinh đẹp. Em xin chào tiến sĩ Dinh. Và em xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi Zoom buổi tối ngày hôm nay. Thì trước hết thì em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tiến sĩ Dinh đã có một buổi chia sẻ thông tin hết sức là tuyệt vời, đưa đến cho mọi người những thông tin quý giá, sẽ là một cái tương lai tươi sáng cho người tiểu đường đây rồi ạ, những thông tin đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Và thứ hai là em xin giới thiệu, em là tên là Huyền, nhà em ở thành phố Thái Nguyên. Thì em cũng công việc của em là làm bên sức khỏe, cụ thể là em là lương y. Thế thì khi mà được có một người bạn, có một bạn, bạn gửi thông tin về cái sản phẩm chữa tiểu đường này cho em và ghi ở trên vỏ hộp rõ, nói rõ là viên điều trị tiểu đường, thì em đã rất là thích. Bởi vì là cái người bị tiểu đường hiện giờ cũng rất là đông. Đấy. Thế thì em thấy rằng đây cũng là một cái cứu cánh cho những bệnh nhân tiểu đường, mà theo như em được nghe thì dùng sản phẩm này thì là có hiệu quả đối với bệnh tiểu đường. Thực ra để chữa bệnh tiểu đường nó rất là khó, bởi vì bệnh tiểu đường là do ăn nhiều uống nhiều gây ra. Thế thì nếu như mà người ta vẫn ăn nhiều uống nhiều mà người ta uống sản phẩm vào mà nó lại hạ được đường huyết thì không có gì tuyệt vời bằng. Bởi vì là cái miệng con người ta thì tham ăn tham uống lắm. Thế đói thì người tiểu đường thì đói lại không chịu được. Đấy. Thế mà nếu mà chế độ nó không quá khắt khe mà đường huyết nó lại xuống thì em nghĩ rằng là đây nó cũng giúp được, sẽ là một cái phương án giúp cho rất nhiều người tiểu đường có cái cân bằng được đường huyết. Thế thì hôm nay thì được nghe tiến sĩ nói rằng là bên nhà sản xuất Gia Nguyễn thì lại cam kết là nếu mà không có hiệu quả thì lại hoàn lại tiền. Thế thì em chưa biết được cụ thể chính sách như thế nào. Nó cũng phụ thuộc vào cái bên đối phương, khách hàng người ta mua, người ta có dùng đúng không. Người ta không dùng về, người ta cất đi, người ta bỏ đi, xong người ta lại bảo mình đền tiền, thì nó cũng rất là rắc rối. Thì em cũng chưa biết là cái này như thế nào, nhưng mà với cái sự cam kết này thì em nghĩ rằng là sản phẩm có chất lượng, có hiệu quả thì nhà sản xuất mới dám cam kết. Đấy. Thì bây giờ em có đôi lời muốn hỏi tiến sĩ Dinh. Là bình thường ấy, nói về thực phẩm chức năng thì nó ít tác dụng phụ, còn nếu như nói về thuốc mà dùng ấy thì nó có nhiều tác dụng phụ. Thế nhưng mà đối với cái viên tiểu đường này của nhà mình thì khi khách hàng uống vào thì quá trình chuyển hóa nó sẽ xảy ra những cái biểu hiện gì không thì để em còn nắm bắt. Bởi vì thông thường ấy, chúng em cho dùng những cái sản phẩm cho bệnh nhân ấy, người ta bị những cái bệnh rồi ấy, thì quá trình dùng sản phẩm vào nó sẽ rất nhiều những cái biểu hiện xảy ra để khách hàng người ta rất là khó chịu. Thì với cái sản phẩm này thì câu đầu tiên em hỏi là khi là khách hàng mà dùng theo đúng chỉ định là ngày 3 viên
hoặc có thể dùng lên ngày 4 viên được không, đối với người đường huyết tầm khoảng độ 10 chấm trở lên, dùng ngày 4 viên được không? Và nếu mà dùng ngày 3 đến 4 viên thì có hiện tượng gì nó xảy ra không? Thì xin tiến sĩ trả lời cho em được biết ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Huyền Phạm. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ giải đáp câu hỏi cho chị ạ. Trước hết là em xin cảm ơn chị Huyền, một đương nghi ở Thái Nguyên đã có những cái chia sẻ rất là hay, cũng như là có một câu hỏi mà cái câu hỏi của chị là câu hỏi của rất là nhiều người đấy. Cái thứ nhất là cái việc mà người tiểu đường ấy mà dùng 3 viên hay 4 viên, chị nói rằng là cái tiểu đường từ 10 chấm trở lên ấy, thì em khuyên đầu tiên em khuyên là dùng, thứ nhất là dùng 4 viên, đầu tiên là dùng 4 viên. Cái trong quá trình dùng ấy, chị sẽ thấy rằng là chị Huyền nghe mọi người nghe rõ nhỉ, chị Thuần nghe rõ? Vâng, đang nghe rõ. Vâng, đấy, chắc là mạng ở chỗ chị Huyền sẽ bị hơi yếu một tí. Thế nhưng mà trong quá trình dùng ấy, thì cái tác động mà của cái chakra mà vào cái chakra vết tích vào cái quá trình của cơ thể thì chúng ta đã nói rồi, đúng không? Cái tác động chủ yếu của nó là nó ức chế cái quá trình phân giải carbon hydrate thành đường của NG alpha, và từ glucose mà từ đó ngăn cản việc tạo thành glucose ở ruột. Và cái quan trọng hơn ấy, thì khi mà dùng cái thuốc này ấy, đối với những người bệnh tiểu đường thì nó thúc đẩy cái hoạt động các enzyme phân giải đường nhờ cơ chế tác động vào các tế bào beta tụy, từ đó mà giúp cái tuyến tụy nó sản sinh thêm nhiều cái insulin. Cái việc mà chúng ta bị tiểu đường ấy là chính là việc là khi chúng ta ăn uống cái chế độ không lành mạnh, chúng ta ít vận động đấy, chúng ta bị béo phì, chúng ta bị mỡ máu cao, chúng ta bị huyết áp tăng. Thế thì trong quá trình mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày của chúng ta như thế mà chúng ta không điều độ, không tiết chế nó lại, thì cái gì ạ? Cái tuyến tụy của chúng ta sẽ không sản sinh kịp cái insulin. Để làm sao để nó trung hòa lượng đường từ cái thức ăn thẩm thấu vào thành mạch, thành máu. Ta uống cái chakra tích này thì nó là một cái cơ chế thứ hai của enzyme, nó giúp cho cái enzyme sản sinh nhiều hơn cái insulin để làm sao trung hòa được cái lượng đường ở trong máu. Và đây là hai cơ chế chính của cái chakra tích mà giúp cho người bệnh tiểu đường sẽ gì ạ? Trong cái quá trình mà chúng ta dùng thì sẽ thấy cái hiện tượng là đi giải nhiều, có nghĩa là chúng ta đi tiểu tiện nhiều, thận lọc rất là tốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái cảm giác ăn nó ngon, ăn ngon miệng hơn. Nhưng mà đừng có vì là có cái cảm giác ăn ngon miệng hơn mà chúng ta lại ăn nhiều, ăn uống nhiều, uống lại bia rượu rồi là uống nhiều nước ngọt. Chúng ta có những cái mà chúng ta đã bị mắc bệnh rồi, chúng ta phải hạn chế. Và có điều nữa là chúng ta thấy biểu hiện của chúng ta là chúng ta sẽ ngủ ngon giấc hơn. Đấy là những cái mà em xin chia sẻ với cả chị Huyền, với cả tất cả các anh chị. Cho nên là cứ yên tâm dùng cái sản phẩm chakra vết tích này, và em cam đoan với chị rằng là hiệu quả. Thế đấy là cái mà đã được kiểm chứng, chứ không phải là cái sản phẩm mới ra. Cái sản phẩm này là ra từ năm 2021, từ tháng 6 năm 2021 rồi, và đã được kiểm chứng ở rất nhiều bệnh nhân rồi, người ta phản hồi lại cái rất tốt. Xin có vài lời chia sẻ với chị như thế. Xin mời ý kiến một cô chú anh chị khác. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ. Như vậy là chị Huyền cũng đã biết là sản phẩm rất là tốt rồi, đảm bảo như thế rồi. Nhưng mà ý là chị Huyền cũng có, hồi nãy có nói một phần, tức là gì? Khi mà mình nói là có cam kết ấy,
Đó, nhưng mà lỡ khách hàng mua về nhưng mà lại người ta dùng không có đúng liều lượng thì lỡ người ta bảo ồ không dùng đúng liều lượng, xong rồi họ bảo ồ sửa sản phẩm không có đúng, không có tốt, họ đòi hỏi trả tiền thì như thế nào? Đó, đó là con cái trường hợp đó. Đấy, mình phải đề phòng cái vấn đề này thì giải quyết như thế nào? Cái này chị Luyện ạ, thật ra thì em nghĩ rằng là nó là cái tâm thôi, cái lương tâm của mỗi con người. Thì khi mà người ta bị bệnh tiểu đường, bọn em cũng thấy rằng là nếu mà khách hàng người ta bị bệnh tiểu đường thật, bị tiểu đường thật, và người ta dùng cái sản phẩm của Chagantic, của bên công ty cổ phần Linh Ngọc, người ta dùng thật, thì mà nếu mà cái tiểu đường nó không giảm thì là hiếm lắm, hiếm, rất hiếm. Cái cơ địa thì mỗi người có một cơ địa khác nhau. Bây giờ chị bảo là 100 bệnh nhân dùng cái sản phẩm tiểu đường của bên Chagantic, sản phẩm Chagantic của Linh Ngọc ấy, thì cũng sẽ có 1, 2, thậm chí 3 bệnh nhân là sẽ không có cái phản ứng hoặc là không hiệu quả với cái sản phẩm tiểu đường. Có thể là nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là do cơ địa của bệnh nhân đó. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân là họ tự tin vào cái thuốc quá, và họ để cho cái chế độ ăn uống của họ nó không lành mạnh nữa. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là đáng lẽ ông ta ăn một bát thì ông ta ăn đến 2-3 bát, hoặc là ông ta bia rượu nước ngọt ta thường xuyên vào. Thì cái đấy là cái mà giữa công ty cổ phần dược phẩm Minh Ngọc cũng đã trên website đã có cái cam kết rồi. Và bệnh nhân sẽ ngồi làm việc với nhau để đưa ra một cái thống nhất chung về cái việc đền bù cho người bệnh, cũng như là của công ty để làm sao đảm bảo được quyền lợi giữa của công ty dược phẩm Minh Ngọc với bệnh nhân, là cả hai bên cùng thỏa thuận thống nhất được một cách tốt đẹp nhất. Thì cái đấy là chị Huyền yên tâm đấy. Cũng không tránh được những cái trường hợp mà mua về nhưng mà người ta không dùng. Người ta không dùng hoặc là người ta bỏ đi, sau đó là người ta sẽ bảo là cái này dùng không tốt, không hiệu quả. Thì cái đấy thì cũng không tránh được, và công ty bọn em cũng sẽ nếu trong những cái trường hợp đấy bọn em sẽ can thiệp bằng luật sư và can thiệp bằng pháp luật để đưa vào những cái trường hợp thế. Nhưng mà em nghĩ là hiếm lắm, người ta bằng cái tâm người ta đã bị bệnh chắc chắn người ta muốn dùng. Thì cái đấy em chia sẻ một chút với cả chị Thuận cũng như là các cô chú anh chị cũng như là chị Huyền như thế chị nhá. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Như vậy cô chú yên tâm là chúng ta là yên tâm về sản phẩm rồi đó, đảm bảo chắc chắn cam kết rồi. Chỉ trừ trường hợp đó là nói như là tiến sĩ thì những cái người mà những người ta không có tâm người ta làm những cái điều đó. Nhưng mà rất là hiếm. Vâng, xin cảm ơn chị.